Vâng, xin chào bác bên kia chưa nào. Và mai giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, dòng xe road đua model Coratec model Dolomit. Thì cái thương hiệu Coratec này là thương hiệu đến từ Đức đúng không nhá? Coratec, một thương hiệu đến từ Đức. Mẫu xe dòng road đua và cái model là xe model Dolomit. Các bạn lên trên mạng để tham khảo thêm. Và cái riêng cái model này của dòng Coratec thì là Coratec những dòng thương hiệu lớn trong thị trường được sử dụng rất là rộng rãi trên thị trường châu Âu. Thì cái model xe Dolomit này là thương hiệu dòng xuất thị trường Nhật. Các bác lên trên mạng để tham khảo thêm. Bác chỉ lên trên mạng gõ là Coratec Dolomit. Thì riêng cái dòng Dolomit này là cái dòng thương hiệu chuyên xuất Nhật, được rất nhiều người Nhật sử dụng dòng model Dolomit. Và bây giờ xin nói cho các bạn chiếc xe ra. Vâng, riêng dòng thương hiệu Coratec thì cũng được rất lâu rồi em mới về một chiếc dòng xe đua. Thì nay em về được một chiếc đây. Một em thương hiệu đến từ Đức nhưng mà xuất sang thị trường ở Nhật. Cái model của xe là model Dolomit đó nhá. Riêng cái dòng Dolomit này là chuyên xuất sang thị trường Nhật, được rất nhiều các người Nhật sử dụng. Khung làm từ hợp kim nhôm 7005. Thì như các bạn biết thì nhôm rất nhiều loại, thì hộp kim nhôm siêu nhẹ trong đó có nhôm 6061 và 7005. Thì nhôm 7005 cao cấp hơn, được thiết kế với khung bo tròn dạng ống. Tông màu chủ đạo là tông màu đen, điểm chỉ những cái màu ghi xanh trên khung xe rất là bắt mắt. Tổng thể xe đánh giá là mới tầm trên 85% xe. Theo tìm hiểu thì riêng cái dòng Dolomit của cái model Dolomit đây là cái dòng model chuyên xuất sang thị trường Nhật, rất nhiều người Nhật sử dụng tại thị trường bên kia dùng cái mẫu model này. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng Coratec model Dolomit. Cổ phốt của FSA, thương hiệu đến từ Mỹ, cũng là một cái thương hiệu rất nổi tiếng về làm về linh phụ kiện của dòng xe thể thao. Ghi đông của ULO làm từ nhôm 6601, nhôm cũng là nhôm siêu nhẹ. Xe trang bị với bên tay lắp 9 tầng lip chính hãng của Shimano Sora. Ở bên tay phải được trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano Sora. Cũng rất lâu rồi em mới về một chiếc dòng cái model của dòng Coratec. Mà cái model của xe là model Dolomit, chuyên dòng cho những cái dòng xe thương hiệu sản xuất tại thương hiệu ở Đức nhưng mà lại dùng trong thị trường Nhật Bản. Càng carbon, càng Coratec nguyên bản theo xe, càng carbon thì những vân sớ carbon trên càng xe thể hiện rõ cái vân carbon đây. Nguyên bản trong xe. Vành nhôm hai lớp. Mayer chính hãng của Mayer Shimano. Lốp cũng rất là mới, kích thước lốp 700 nhân 23C. Vẫn là kích thước lốp cơ bản của cái dòng xe đua. Tầng trước cái dòng xe Coratec thì có chữ C làm từ kim nhôm đúc lồi trên cái tầng trước xe đây. Cũng rất nhiều các bác quan tâm về cái dòng xe đạp thể thao đồng đốt đua mang thương hiệu từ Đức. Thì có model của dòng Coratec là một thương hiệu lớn. Cọc yên nhôm của hãng Zoom. Và điều đặc biệt là người chủ cũ được nâng cấp thêm với cái bộ yên xe làm từ carbon, full carbon, từ carbon nguyên khối. Đấy. Thì như em giới thiệu các bác rất nhiều xe về bên em rồi. Thì thường thì các bác chỉ thấy những cái yên
thì có những cái đường võng bên dưới làm cả carbon, nhưng chiếc yên này là chiếc yên nguyên xi từ cả khối luôn, yên và cái bên dưới đây cũng của hãng thương hiệu rất là nổi tiếng, hàng của San Marco, thương hiệu đến từ Ý, San Marco. Yên full carbon nhé các bạn nhé, nguyên một khối carbon luôn, rất là đặc biệt trên chiếc xe. Rất là hiếm về một chiếc xe mà có cái bộ yên đẹp như vậy. Trong nguyên bản trong xe em để nguyên. Nạt đĩa chính hãng của Shimano Sora. Đùi đĩa chính hãng của Shimano. Cũng của Shimano Sora. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora, xe trang bị với group Shimano Sora chính hãng, nguyên bản theo xe. Trang bị với 9 tầng lip. Mai ơ sóng là mai ơ của Shimano. Mành nhôm 2 lớp. Một em đến từ thương hiệu Đức, xuất trang thị trường Nhật Bản, dòng model Koratech. Rất là đẹp. Vâng, chiều cao đứng của khung soi xe em đo là size 50. Thưa các bác là 1m63 đến trên 1m7. Nhất hoạt động của xe. Xe trang bị với 9 tầng lip. Lên lip. Xuống lip. Vâng, rất là trơn tru mượt mà các nhá. Còn hoạt động của xe không lốp chi tiết nhỏ nào cả. Bên tay phải mà trang bị với 2 tầng đĩa, đùi đĩa Shimano Sora, gạt đĩa Sora, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, em vừa lấy giá tổng thể xong chiếc xe Koratech mang thương hiệu Đức và xuất trong thị trường Nhật Bản. Xe làm từ hợp kim nhôm 7005, hợp kim nhôm siêu nhẹ, càng trước càng carbon, yên carbon của San Marco, thương hiệu đến từ Ý rất là cao cấp. Xe trang bị với group chính hãng của Shimano Sora. Và xe giá rất tốt bên em là 9 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tin thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại các bạn trên ngày mai.